Xin chào quý vị, mời quý vị đón xem bản tin sáng cuộc sống 24 giờ ngày 14 tháng 1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Duy Anh. Và tôi là Mỹ Linh. Ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, vùng núi khả năng có mưa tuyết và băng giá. Nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19. Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng, bảo tồn và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước cần sự chung tay của cộng đồng. Cuộc sống bốn phương, Ấn Độ phải hạn chế phương tiện giao thông tại thủ đô để giảm ô nhiễm. Tỷ lệ lạm phát của Argentina ở mức 95%, cao nhất kể từ năm 1991. Quý vị, dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ chiều và đêm ngày 15 đến ngày 18 tháng 1, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại dưới 3 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 15 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ ngày 15 tháng 1, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét. Từ chiều và đêm 15 tháng 1 đến khoảng ngày 18 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 đến 9 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14 đến 17 độ. Cảnh báo từ đêm 14 đến ngày 15 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 15 đến 18 tháng 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 15 đến 18 tháng 1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Thưa quý vị, mới đây tại đồn biên phòng Hoành Mô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với huyện Bình Liêu, Ban dân tộc tỉnh đoàn, Hội chữ thập đỏ và Hội nông dân tỉnh tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Đây là hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân đón Tết và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân nơi biên giới. Gia đình bà Hoàng Thị Lồng là một trong số những hộ nghèo ở xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, căn nhà đất rộng khoảng 30m² này từng là nơi sinh sống của hai ông bà. Dù biết chật chội không đảm bảo an toàn những khi thời tiết bất thường nơi biên cương, nhưng là hộ nghèo nên gia đình bà Lồng buộc phải tá túc qua ngày. Căn nhà trước đây của gia đình tôi rất là chật chội và không an toàn. Chúng tôi cảm ơn các anh bộ đội rất nhiều vì đã hỗ trợ cho chúng tôi có được một căn nhà mới an toàn và khang trang sạch sẽ hơn trong dịp Tết Nguyên đán này. Còn đây là căn nhà mới khang trang được dựng lên từ chương trình Mái ấm biên cương của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Những mái ấm biên cương như thế này thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm đối với nhân dân của Bộ đội Biên phòng trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vui xuân đón Tết và thắt chặt hơn nữa tình nghĩa quân dân nơi biên cương. Chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai tổng số là 86 căn nhà. Trong đó thì có 60 căn nhà trong chương trình Mái ấm biên cương. Và đến nay thì tất cả các ngôi nhà đã được hoàn tất và bàn giao cho bà con để trước khi đón Tết cổ truyền năm 2023. Ngoài ra, tại đồn biên phòng Hoành Mô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã tặng 80 suất quà chăn ấm cho bà con nhân dân trên địa bàn và các cháu học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng. Đây là một hoạt động rất là thiết thực và ý nghĩa, góp phần cùng với lại cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng chăm lo cho bà con đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới có cái Tết đầm ấm, vui tươi. Chưa hết nữa, nó là thêm cái tình đoàn kết, gắn bó, keo sơn giữa bà con đồng bào các dân tộc với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nói chung, cũng như là cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nói riêng ở khu biên giới. Những cái chương trình
cán bộ biên phòng mái ấm tình thương cho nhân dân ở vùng biên giới. Bản thân tôi cảm thấy rất là ý nghĩa, coi đây là một cái chương trình cũng như động viên bà con tinh thần sống cùng với biên giới, qua đó là thể hiện cái cột mốc sống của người dân để khẳng định là những cột mốc đứng trên địa bàn biên giới. Nhằm mang đến một cái Tết đầm ấm, đầy đủ đến với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nơi biên cương, nhân dịp Tết đến xuân về, đồn biên phòng Hoành Mô đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như thi gói bánh chưng, đẩy gậy, ném con. Thông qua các hoạt động đã tạo nên không khí đoàn kết tưng bừng sắc xuân, góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Ninh. Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp cuối năm, từ đất liền luôn có những chuyến tàu chở hàng hóa Tết khởi hành để đến vùng lãnh thổ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Năm nay cũng vậy, chuyến thăm của biên đội tàu Trường Sa 21 không chỉ mang quà Tết ra nhà giàn DK1 các tàu trực Tết, mà còn chở theo niềm tin, tình cảm của Đảng, quân và dân đất liền đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tàu Trường Sa 21 là nhịp cầu nối đất liền với biệt khơi. Nhận nhiệm vụ đưa đoàn công tác của vùng 2 Hải quân ra thăm giàn DK1, các tàu trực Tết trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thượng úy phía Nam Phạm Văn Quyền, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 Lữ đoàn 125, cùng các thuyền viên trên tàu mất nhiều ngày họp bàn nghiên cứu địa hình, thời tiết khu vực sắp thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo một chuyến hải trình an toàn. Thượng úy Quyền cho biết, những chuyến tàu ra nhà giàn vào dịp cuối năm thường trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa được đặt lên hàng đầu. Trước khi rời bến là mình phải có đưa ra các tình huống là dù sóng gió thế nào cũng làm sao bảo đảm an toàn nhất và bảo đảm không bị hàng hóa của anh em không bị bong hóa và đưa đến tận tay của anh em, làm sao để cho anh em của đó một cái Tết là đậm ấm nhất khi ăn Tết xa đơn vị. Hơn chục năm chinh chiến với sóng to bão tố, vượt qua hàng chục ngàn hải lý, Thượng úy nhân dân chuyên nghiệp Lê Đình Tuyền cho biết, mỗi chuyến ra khơi là một cảm giác riêng biệt, nhưng chuyến tàu chở mùa xuân vẫn là sâu đậm nhất. Tôi đã rất nhiều kỷ niệm trên biển và tôi thường điều khiển tàu xong là sẽ xuống xuồng làm việc ở dưới xuồng luôn cùng với các anh em. Có những chuyến hàng chúng tôi không thể đưa lên nhà giàn được thì chúng tôi bắt buộc bằng mọi biện pháp để đưa cái Tết để đến cho anh em nhà giàn JK1. Biết bao con sóng, dặm hải trình xa với các thủy thủ, đó là sự tôi luyện cho một tinh thần thép, để tàu dễ sóng bình yên bám biển. Các anh thầm lặng miệt mài công việc người dẫn đường, nối đất liền với biển khơi. Trường Sa 21, những hậu duệ của đoàn tàu không số huyền thoại, dễ sóng vươn khơi từ các nhà giàn DK1, các tàu trực Tết. Đoàn công tác dần quen với việc sinh hoạt trên tàu. Đêm qua, ngày đến giữa biển cả quê hương, đứng ở buồng lái, họ là những thủy thủ cán bộ chiến sĩ của tàu Trường Sa 21 luôn đảm bảo an toàn thông suốt của chuyến đi. Khuôn mặt các anh sạm đen rắn giỏi toát lên phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập đến các nguy cơ cháy nổ khi bất cẩn lơ là trong việc thắp hương, thờ cúng, nhất là tại các khu vực đền, chùa, di tích tâm linh. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, bản thân mỗi người dân đều đã từng bước nâng cao ý thức cũng như chủ động trong việc thắp hương, đốt vàng mã để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Là khu vực tập trung đông người, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, theo Ban Quản lý Di tích Phủ Tây Hồ, việc chủ động các phương án chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn cho người dân nếu có sự cố xảy ra, đặc biệt được quan tâm. Và đây cũng là khó khăn lớn nhất của Ban Quản lý. Ban Quản lý Di tích ngoài việc sẵn sàng nguồn nước, các phương tiện phục vụ chữa cháy, cũng cần có các phương án cứu nạn, cứu hộ, xử lý tình huống khẩn cấp sát thực tế và địa hình. Cái khó khăn đối với chúng tôi tức là cái lượng người nó quá đông. Đấy. Nếu như mà xảy ra thì rất là khó khăn. Mà tôi nói những ngày rằm mùng 1, ngày Tết nó đông ngặt thì cái lượng người đông như thế nếu như xảy ra thì nhìn cái chuyện chúng tôi rất sợ cái chuyện dẫm đạp lên nhau, đấy nó thật đấy. Nhưng mà hiện nay trên thế giới rồi một số các nơi là cái chuyện dẫm đạp lên nhau, lúc ấy thì nó hoảng loạn lên. Thì cái này chúng tôi cũng rất là ái ngại cái việc đó. Thế nhưng mà trên loa đài thì chúng tôi hàng ngày thì chúng tôi cũng nhắc
mọi người nên giãn cách, đồng thời là ít tập trung đông người. Tất cả các cơ sở đình đền chùa này đều đã được công an quận Tây Hồ và cụ thể đây là lực lượng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuống hướng dẫn cho các cơ sở này có xây dựng cái phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ để khi xảy ra sự cố cháy nổ của cứu nạn cứu hộ thì các cơ sở này sẽ theo cái phương án mà đã được cái cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy tính toán bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong quá trình thoát nạn và con người khi mà đến tại các cơ sở tập cúng này, và đã hướng dẫn cho chủ trì của các cơ sở này để họ hiểu rõ và nắm được cái việc thoát nạn này nó đảm bảo. Mỗi năm, riêng địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra hàng chục vụ cháy do thắp hương, thờ cúng. Không chỉ tại các hộ gia đình mà cháy còn xảy ra tại các đình, chùa gây thiệt hại lớn. Bởi vậy, mỗi người dân, du khách khi đến tham quan, lễ bái cần có ý thức trong phòng cháy chữa cháy, bởi chỉ một chút bất cẩn, sơ suất trong các hoạt động diễn ra tại các cơ sở, thờ tự có thể gây ra những hậu quả cháy nổ khôn lường. Ở chùa thì bao giờ họ cũng có nên nhang vàng rồi, thì thành ra là mình không nên thắp nhang, mình lên thì mình lễ, mình để đầu tại ban rồi nhà chùa sẽ thắp hương dần, thế cho nó an toàn về cháy nổ. Cần kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là trong đó kiểm soát cái việc trẻ em nghịch lửa, cũng như kiểm soát cái việc thắp hương thờ cúng đốt vàng mã, làm sao để tránh cái trường hợp là cái nguy cơ cháy lan từ cái việc chúng ta xuất hiện cháy và cháy lan từ cái việc là thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã đó. Cái thứ hai là kiểm soát trong việc sử dụng các thiết bị điện để làm sao giảm thiểu cái nguy cơ phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt từ các thiết bị và hệ thống điện để gây ra những cái đám cháy và những cái sự cố tai nạn khác. Sự chủ động của ban quản lý các khu di tích lịch sử văn hóa cũng như ý thức của người dân từng bước được nâng cao đã và đang góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế, tiến tới ngăn ngừa cháy nổ tại cơ sở tâm linh, thờ tự, nhất là thời điểm cuối năm, cận Tết như hiện nay. Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay từ năm 2024, dự kiến đã bắt đầu thiếu toa xe phục vụ vận tải và sẽ thiếu trầm trọng trong các năm tiếp theo. Theo đó, các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 không được kéo dài thời gian hoạt động. Lãnh đạo Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thêm, đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ có 38 đầu máy, 74 toa xe khách, 391 toa xe hàng hết niên hạn. Tới ngày 1 tháng 1 năm 2025 có 18 đầu máy, 50 toa xe khách. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 có 58 đầu máy, 44 toa xe khách và 1.081 toa xe hàng hết niên hạn. Ngay từ năm 2024, dự kiến đã bắt đầu thiếu toa xe phục vụ vận tải và thiếu trầm trọng trong các năm tiếp theo. Thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam, từ ngày 15 tháng 1, khu đất rộng hơn 3.500 m2, góc đường Bạch Đằng, Trường Sơn, Hồng Hà sẽ được tận dụng làm bãi đệm cho taxi hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất đậu miễn phí. Khu đất diện tích 3.541,9 m2 có vị trí tiếp giáp đường và nhà ga quốc tế, góc đường Bạch Đằng, Trường Sơn, Hồng Hà, quận Tân Bình do Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến 6 tháng 2, khu đất này sẽ được bàn giao cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sử dụng làm bãi taxi tạm. Quy mô bãi tạm này có công suất 100 vị trí đậu cho các hãng taxi đăng ký hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện toàn bộ khu đất đã được rào thô sơ, một số vị trí rào đã bị hư hỏng cần gia cố, cây cỏ mọc hoang và nơi đổ rác của cư dân xung quanh cần thu dọn. Theo đó, để cho các xe taxi có thể tập kết ở đây, đơn vị sẽ tiếp hành trang, chỉnh trang, vệ sinh và thiết lập một số hạng mục hạ tầng cơ bản như cấp điện chiếu sáng, cấp nước, bố trí nhà vệ sinh di động. Toàn bộ chi phí chuẩn bị cho mặt bằng, bãi đậu xe tạm sẽ do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chi trả. Các đơn vị taxi sẽ tự trả các chi phí do đơn vị phát sinh tại bãi đệm tạm như điện chiếu sáng, nước, vệ sinh môi trường.
Ngày 7 tháng 1 vừa qua, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã có thư thông báo tới Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại cửa khẩu Móng Cái sau khoảng 3 năm gián đoạn vì COVID-19. Theo nội dung thư thông báo, kể từ ngày 8 tháng 1, hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1 thành phố Móng Cái sẽ được thực hiện từ 9 giờ đến 17 giờ theo giờ Bắc Kinh, nghĩa là từ 8 giờ đến 16 giờ theo giờ Hà Nội. Theo đó, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng. Để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra thuận lợi, chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc đề nghị thành phố Móng Cái, Việt Nam hỗ trợ công tác kiểm tra kết quả giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng của người có yêu cầu nhập cảnh vào Trung Quốc. Ưu tiên bố trí và tạo điều kiện thuận lợi cấp visa tương ứng cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, hoạt động thương mại, du học, thăm thân, đoàn tụ. Đối với việc thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân 2, cầu Phao, bến Biên Mậu Đông Hưng sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý. Bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ vùng đỏ dịch COVID-19. Đồng thời, dừng việc phun khử khuẩn đầu kéo và cabin phương tiện chở hàng nhập khẩu vào Trung Quốc tại cửa khẩu và tại khu giao nhận hàng hóa cặp chợ biên giới. Bãi bỏ hoàn toàn quy định quản lý khép kín. Bãi bỏ việc quản lý khép kín đối với tất cả nhân viên tại cửa khẩu, cặp biên giới không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác tuyển sinh năm 2023 và các năm tiếp theo về cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ đang đề nghị các trường đại học xem xét giảm phương thức tuyển sinh theo hướng ít tác động đến thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn các trường rà soát, loại bỏ phương thức không phù hợp, không hiệu quả trong hơn 20 phương thức xét tuyển đại học. Năm nay, nhiều trường đại học quyết định tăng số chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ bậc trung học phổ thông, cao nhất 70%. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 8.000 chỉ tiêu đầu vào năm nay bằng 4 phương thức, trong đó tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lên 20-30%, xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông 30-35%, kèm theo xét tuyển học lực của thí sinh, giảm chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Nha Trang cũng dành 40% trong số 3.600 chỉ tiêu xét tuyển năm nay cho phương thức học bạ trung học phổ thông, cao nhất trong số 4 phương thức xét. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển 6.610 chỉ tiêu bằng 4 phương thức. Đáng chú ý, trường dành 70% tổng chi tiêu cho phương thức xét học bạ, tăng 10% so với năm 2022. Trong đó 30% xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, 40% xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ. Nhà trường chỉ dành 25% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 5% cho phương thức khác. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc trên địa bàn thành phố. Vâng, chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy Quý Mão với 2.000 vé xe miễn phí đã được phát tặng sinh viên và người lao động với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Những chuyến xe này sẽ đưa sinh viên, người lao động về các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát. Nhịp sống, lao động, học tập sôi nổi trở lại. Nhưng những tác động từ tình hình kinh tế, thiên tai, bão lũ đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người không thể về quê, nhất là trong dịp Tết cổ truyền. Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này của các ban ngành đoàn thể có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi sinh viên. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua chương trình, sinh viên và người lao động sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn, ý nghĩa của sự sẻ chia. Từ đó tiếp thêm động lực để mỗi cá nhân vươn lên trong cuộc sống, hướng đến việc gắn kết, sẻ chia, cùng tạo nên những câu chuyện đẹp mang ý nghĩa nhân văn. Chuyến xe mùa xuân là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành đoàn Thành phố khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ 58.925 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo đó, những sửa đổi liên quan đến đối tượng và điều kiện dự thi, số lượng thí sinh, hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo quy định mới, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi sẽ có tối đa 6 thí sinh dự thi, trừ đơn vị dự thi Hà Nội.
Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp, được xét tăng đến tối đa 10 thí sinh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Theo đó, đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp, được xét tăng đến tối đa 20 thí sinh. Đối tượng và điều kiện dự thi là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm hoặc rèn luyện và học lực, học tập từ khá trở lên, theo kết quả cuối kỳ hoặc năm học liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Yêu cầu học bạ chính của cấp học trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 của năm học, hoặc phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm hoặc rèn luyện và học lực hoặc học tập của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ 1 của năm học. Rụng tóc, hói đầu vẫn luôn là một nỗi ám ảnh, tạo nên tâm lý tự ti cho nhiều người, nhất là đối với thanh thiếu niên. Như trường hợp của một cậu bé 15 tuổi, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, từng bị rụng tóc bất thường không rõ nguyên nhân, dẫn đến chọc đầu. Việc chữa trị cho cậu bé đã gặp nhiều khó khăn. Năm 12 tuổi, em Nguyễn Đức Lợi từng bị rụng tóc bất thường không rõ nguyên nhân, dẫn đến chọc đầu. Gia đình em đã chạy chữa khắp nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tóc mới mọc lên lại rụng đi, đã từng khiến cho em mất đi hy vọng mọc lại tóc. Thì lúc bắt đầu cháu bị rụng thì nó mới đầu nó chỉ là một tí thôi, xong nó tròn tròn như cái đồng xu. Xong dần dần thì cháu cứ loang dần, xong thì là rụng thưa dần, rồi đến một ngày này là cháu rụng hết luôn. Xong là cũng khám và cũng xét nghiệm máu đầy đủ, thì họ cũng chỉ kê đơn là thiếu sắt, thiếu máu. Với tình trạng rụng tóc, Lợi đã rất tự ti không muốn chụp ảnh. Những tấm ảnh và đoạn phim trong 2 năm qua đều do một tay chị Nhung, mẹ em ghi lại. Tuy nhiên đến nay, tình trạng rụng tóc được cải thiện đã giúp em tự tin hơn. Chị đã cho cháu dùng cốm uống và dầu gội và xịt. Thì cốm uống chị mua một liệu trình và uống 45 ngày. Và hết 45 ngày thì chị không sử dụng cốm nữa, chị vẫn sử dụng dầu gội và xịt, đến bây giờ vẫn là bình thường. Em rất là vui vì tóc mới này, vì em có thể để nhiều kiểu hơn. Được biết, sản phẩm Thick and Fix mà Lợi sử dụng có chứa hoạt chất proteoglycan, chiết xuất từ sụn mũi cá hồi Nhật Bản, có công dụng ức chế rụng tóc và kích thích mọc tóc, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho năng tóc phát triển. Cốm dưỡng tóc Thick and Fix này thì là nó có chứa tới 40% collagen, và đặc biệt là collagen đây là collagen type 2, cái loại không biến tính, rất là tốt cho cái sức khỏe của tóc. Thứ hai nữa là có tới trên 38% cái proteoglycan, thì đây cũng là một cái hoạt chất mà giúp làm cho tóc săn chắc và các mô da cơ ở dưới chân tóc, giúp cho cái sợi tóc nó được vững chắc. Thành phần sụn mũi cá hồi được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản. Đặc biệt ấy, được ứng dụng công nghệ siêu vi nano tự nhu hóa, giúp tách chiết các cái dưỡng chất thành các hạt vi nano với kích thước siêu nhỏ, tan và thẩm thấu siêu nhanh. Nhờ đó có thể phát huy được tối đa hiệu quả. Để ngăn ngừa hiện tượng rụng tóc ở người trẻ, bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và hỗ trợ phát triển của tóc, bạn cần bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cho tóc như vitamin A có nhiều trong cần tây, bí ngô, vitamin E như cam, xoài. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Bài viết đầu tiên trong phần điểm báo ngày hôm nay đó là hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 có trên báo điện tử VOV. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM vừa đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, trong đó dự báo mức tăng trưởng GDP từ 6,47 đến 6,83%. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM vừa công bố báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023, cho biết so với các năm trước, triển vọng Kinh tế Việt Nam trong năm 2023 chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố hơn. Theo CM, các nền kinh tế chủ chốt sẽ gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài. Nhưng giữa các nhóm nền kinh tế cùng chí hướng có thể sẽ gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng sẽ tiếp tục tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam năm 2023. Nếu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Việt Nam có thể tiếp tục cải cách và thúc đẩy các biện pháp tài khóa, tiền tệ, giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia của CM đánh giá.
CM cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu gắn với tận dụng các cơ hội từ FTA và xử lý các rủi ro gắn với đối đầu thương mại công nghệ giữa các siêu cường, xu hướng giảm giá của các đồng tiền ở khu vực so với đô la Mỹ. Với các yếu tố trên, CM dự báo hai kịch bản kinh tế ở Việt Nam năm 2023 như sau. Kịch bản 1 là tăng trưởng GDP 6,47%, lạm phát bình quân 4,08%, tăng trưởng xuất khẩu 7,21%, thắng dư thương mại 5,64 tỷ đô la Mỹ. Với kịch bản 2, đó là tăng trưởng GDP 6,83%, lạm phát bình quân 3,69%, tăng trưởng xuất khẩu 8,43% và thắng dư thương mại là 8,15 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp đón nhiều tin vui, đặc biệt là xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 lập kỷ lục lịch sử, song tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, quy mô và sản lượng nhiều ngành hàng dần chạm trần. Đây là những thông tin được đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 13 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ, ngành nông nghiệp có nhiều tin vui, xuất khẩu đạt 53,22 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu của ngành nông nghiệp chiếm tới hơn 75% tổng giá trị xuất siêu toàn nền kinh tế năm 2022. Song ông cho rằng, biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng trên thế giới ngày càng khó đoán định. Bởi vậy, điều chúng ta có thể chủ động chính là tâm thế sẵn sàng, là sự chuẩn bị để thích ứng cho các điều kiện, tình huống khác nhau. Thay đổi cách tiếp cận sẽ tăng thêm nhiều giá trị, Bộ trưởng nhấn mạnh và dẫn lại lời của một chuyên gia. Nếu chỉ nhìn vào một thứ, bạn sẽ bỏ qua những thứ khác, đôi khi có giá trị hơn gấp nhiều lần. Trước thực trạng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại, quy mô sản lượng nhiều ngành hàng dần chạm ngưỡng, theo Bộ trưởng, cần tìm kiếm cơ hội mới, không gian phát triển mới. Sau đây là một bài viết có trên báo Lao động, lo ngại biến tướng khi siết đặt cọc bất động sản. Bộ Xây dựng đã trình Bộ Tư pháp bản dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó có quy định về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đình cho rằng việc khống chế hoạt động đặt cọc chỉ tác động lên các chủ đầu tư làm ăn chân chính, với những doanh nghiệp làm ăn chộp giật sẽ có đủ cách biến tướng để có thể hợp thức hóa. Tại dự thảo mới nhất, cơ quan chủ trì soạn thảo đã luật hóa hoạt động đặt cọc, quy định chủ đầu tư chỉ được nhận tiền đặt cọc để bán nhà ở công trình xây dựng đã hình thành trong tương lai sau khi đáp ứng điều kiện chặt chẽ, đồng thời tiền đặt cọc không được vượt quá 5% giá trị được mua bán. Giống như luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều 25, dự thảo tiếp tục quy định rất chặt chẽ về điều kiện đối với nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Phải có các giấy tờ pháp lý về dự án, có giấy phép xây dựng. Nếu là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp, có nhà ở thì phải nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng. Điều kiện để chủ đầu tư được nhận đặt cọc từ khách hàng đó là phải đáp ứng điều kiện đối với nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, phải đủ điều kiện mua bán. Thực tế, việc này cũng nhằm ngăn ngừa tình trạng chủ đầu tư lợi dụng đặt cọc để huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng. Với lãi suất tiền gửi ở mức cao, các ngân hàng hút vốn nhàn rỗi trên thị trường, đặc biệt vào thời điểm người dân nhận lương thưởng cuối năm. Đây là những thông tin có trong bài viết Tiết kiệm hút tiền nhàn rỗi đều đăng tải trên báo Thanh Niên. Vừa nhận được số tiền thưởng 35 triệu đồng, chị Nguyễn Mai ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh liền mở app ngân hàng, chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm, tích lũy có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 7,4% một năm. Loại hình tiết kiệm này có mức lãi suất thấp hơn tiết kiệm thông thường 1,1% một năm. Nhưng kế hoạch của chị Mai là mỗi tháng chuyển một phần thu nhập vào tài khoản để dành cho mục đích mua nhà nên chấp nhận lãi suất thấp hơn. Tương tự, chị Nguyễn Ánh, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm nhận được một khoản thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Chị Ánh phân vân lựa chọn giữa mua vàng và gửi tiết kiệm. Với mức giá 67 triệu đồng một lượng, chị chỉ có thể mua 1,5 lượng vàng mấy ngày nay. Giá vàng thế giới tăng khoảng 200 đô la Mỹ một ao so với thời điểm tháng 10 năm 2022. Nhưng giá trong nước đứng bất động ở 67 triệu đồng một lượng. Nhiều người tư vấn chị Ánh mua vàng chờ giá tăng hưởng lợi thì biết đến bao giờ, trong khi gửi tiết kiệm thì bao nhiêu là lời biết ngay. Tiếp theo là nội dung bài viết có trên báo Tiền Phong. Bộ Giao thông có tiêu được hơn 94.000 tỷ đồng trong năm nay. Chiều ngày 13 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công hơn 94.000 tỷ đồng là con số rất lớn. Mục tiêu khởi công thêm 23 dự án giao thông mới, hoàn thành 29 dự án khác đang thi công. Dù vốn lớn, Bộ vẫn đặt ra mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm nay thấp nhất, đạt 90% kế hoạch được giao. Nhìn lại năm vừa qua, ông Huy cho hay Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác 22 dự án giao thông, trong đó có nhiều dự án quan trọng như đoạn cao tốc Cam lộ La Sơn, hoàn thành nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài Hà Nội và Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, thông xe kỹ thuật 3 đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, Mai Sơn quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Đồng thời thì Bộ cũng đã thực hiện khởi công 18 dự án giao thông lớn như 12 đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, khởi công cầu Rạch Miễu 2. Tính tới hết năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 47.900 tỷ đồng, đạt 87% vốn kế hoạch. Dự kiến hết năm tài chính, đến hết tháng 1 năm 2023, Bộ sẽ giải ngân đạt hơn 95% tổng vốn đầu tư công được giao. Bộ Giao thông Vận tải là một trong những bộ ngành đạt mức giải ngân đầu tư công cao hơn bình quân chung của cả nước. Và bài viết cuối cùng trong chuyên mục điểm báo ngày hôm nay mang nhan đề Vạ vật chờ đăng kiểm được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Từ sáng sớm 12 tháng 1, nhiều tài xế đã đến trung tâm đăng kiểm 5001S, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xếp hàng chờ đăng kiểm xe. Các đăng kiểm viên ở đây những ngày qua cũng phải làm việc hết công suất. Bảo vệ tại trung tâm đăng kiểm hướng dẫn nhiều tài xế về phương thức lấy phiếu đăng kiểm để hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông. Ô tô con được đăng ký trực tiếp, xe du lịch và bán tải phải đăng ký online. Tôi đến đây từ sớm chờ lấy phiếu đăng ký mới biết xe tải phải đăng ký online. Tôi đã đăng ký online rồi nhưng cũng không dám rời xe chạy đi vì xe vừa hết hạn đăng kiểm hôm qua. Bây giờ mà chạy ra ngoài gặp công an kiểm tra là bị phạt ngay. Thôi thì cứ chờ vài tiếng hay vài ngày ở đây để đăng kiểm cho xong. Tết còn ít ngày nữa thôi là tới rồi, tài xế Vũ Trọng Hoàng ở Bình Tân nói. Trưa cùng ngày tại trung tâm đăng kiểm 5012D, huyện Bình Chánh cũng có đến hàng chục ô tô xếp thành hai làn nối đuôi nhau để chờ đợi đến lượt khám xe. Nhiều tài xế ô tô chạy vào bên trong sân trung tâm đăng kiểm thì được thông báo rằng trung tâm đã ngừng nhận hồ sơ từ lúc 11 giờ. Trung tâm chỉ giải quyết hồ sơ đăng kiểm còn lại, sau đó nghỉ Tết đến mùng 9 âm lịch, tức 30 tháng 1 năm 2023. Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng, bảo tồn và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước cần sự chung tay của cộng đồng. Năm 2022, thế giới ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục tại các đại dương. Meta, công ty chủ quản của Instagram và Facebook, cấm quảng cáo dựa trên giới tính nhắm vào người trẻ. Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, Việt Nam có 12 triệu hectare đất ngập nước. Vùng đất này có hệ đa dạng sinh học hết sức phong phú và là khu vực dễ bị tổn thương bởi sự phát triển kinh tế xã hội quá mức, ô nhiễm môi trường và khai thác tận diệt. Để bảo vệ vùng đất ngập nước, Việt Nam đã và đang nỗ lực trong xây dựng hệ thống thể chế, chính sách cũng như triển khai bảo vệ bằng những hành động thiết thực. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN và thứ 50 trên thế giới chính thức tham gia công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước, công ước Ramsar. Sau khi trở thành thành viên của công ước Ramsar, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thực hiện các nghĩa vụ mà công ước quy định. Cho đến nay, Việt Nam đã ban hành hơn 10 văn bản có những quy định trực tiếp về đất ngập nước. Trong thời gian vừa qua thì Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm đến cái lĩnh vực bảo tồn và đa dạng sinh học. Trong đó đặc biệt là được quy định trong các cái văn bản cụ thể như luật đa dạng sinh học 2008, văn bản hợp nhất của luật đa dạng sinh học 2018 và luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng như các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành trong cái giai đoạn vừa rồi đã được nêu ra các cái chủ trương liên quan đến giải pháp chính sách để phát triển bền vững bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc. Còn đối với công tác truyền thông thì hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có các cái định hướng cụ thể liên quan đến tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến đất ngập nước nói riêng, đặc biệt là lồng ghép các cái giải pháp truyền thông cụ thể vào các cái ngày như ngày đất ngập nước thế giới, ngày đa dạng sinh học thế giới, ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Để thực thi những chính sách pháp luật hiệu quả trong việc bảo vệ và phát triển bền vững vùng đất ngập nước, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã thực hiện đúng theo 3 nguyên tắc cơ bản, đó là nguyên tắc tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm duy trì toàn vẹn cấu trúc,
chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước. Tăng cường vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư sinh sống trên, xung quanh vùng đất ngập nước và các bên liên quan trong bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước. Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, hợp lý về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước. Tiếp cận và triển khai những nguyên tắc này, chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sinh kế mới, sinh kế thay thế cho người dân địa phương. Có chính sách di dân ra khỏi vùng lõi khu bảo tồn, định hướng phát triển du lịch sinh thái và chăn nuôi vùng đệm để xóa đói nghèo. Từ đó hình thành một số mô hình bảo tồn và quản lý đất ngập nước dựa vào cộng đồng. Trên địa bàn huyện Tân Phú thì có rất là nhiều khu đất ngập nước, nhân tạo, không nhân tạo. Rồi trong đó có một cái khu đất ngập nước có vai trò quan trọng quốc tế là khu Ramsar Bầu Sáu. Mình nói ở góc độ theo cái định hướng chung phát triển của tỉnh và của địa bàn Tân Phú là đang định hướng phát triển du lịch. Thì qua đó quảng bá hình ảnh vừa tương tác phát triển du lịch, vừa nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở địa bàn, ở huyện Tân Phú cũng rất là lớn. Hiện tại mình nói nôm na chứ đi đâu nhắc tới Bào Sáu hoặc là rừng quốc gia, người ta đều nhớ tới ở địa bàn ở huyện Tân Phú và dần dần cái ý thức trách nhiệm và cái tương tác qua lại phát triển kinh tế và ý thức về bảo vệ môi trường nhất Bào Sáu cũng rất là lớn. Trong cái quản lý bảo tồn sử dụng vùng đất ngập nước Ramsar Bào Sáu và vườn quốc gia Cái Tiên thì thời gian qua thì chúng tôi thực hiện cái việc phối hợp với chính quyền địa phương trong cái công tác tuyên truyền đối với người dân, đối với du khách trong cái để mà phát huy cái giá trị của các vùng đất ngập nước này. Chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương để tổ chức các cái hoạt động sản xuất cho bà con, tạo với cái trước đây thì chúng tôi thực hiện cái thí điểm cái mô hình là làm cái kinh tưới cho cái vùng bà con ở đất lua để kinh thủy lợi cung cấp nước tới với bà con. Thì qua cái triển khai thực hiện mô hình này rất hiệu quả cái trong cái phát triển thay đổi cơ cấu cây trồng của bà con để mà từ sản xuất lúa phụ thuộc vào cái nước tự nhiên, sau đó thì có cái kinh thủy lợi tới thì bà con chuyển sang trồng bắp mà thâm canh tân vụ thì cái thay đổi cái thu nhập, cải thiện đời sống bà con rất lớn. Rồi chúng tôi thực hiện cái hỗ trợ địa phương trong cái thực hiện cái mô hình du lịch cộng đồng để mà phục vụ cái nhu cầu khách đến tham quan cũng như cải thiện cái thu nhập cho người dân tham gia, rồi cái tạo cái quỹ sinh kế cho người dân. Không chỉ riêng vườn quốc gia Cát Tiên, thời gian qua đã có nhiều mô hình bảo tồn và quản lý đất ngập nước dựa vào cộng đồng hiệu quả được xây dựng ở các địa phương. Có thể kể đến mô hình quản lý rừng ngập mặn ở xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, bảo vệ rừng dứa nước tại Cẩm Thanh, Quảng Nam, đồng quản lý và chia sẻ nguồn gen ở các vườn quốc gia và khu Ramsar Xuân Thủy, Nam Định, Tràm Chim, Đồng Tháp, mô hình đồng quản lý vườn quốc gia U Minh Hạ thông qua việc cho phép cộng đồng và trồng cây ăn quả xung quanh vườn, đồng thời gắn với trách nhiệm bảo vệ các hệ sinh thái trong vườn, góp phần giữ gìn các giá trị đa dạng sinh học tại đây. Đây là những tiền đề quan trọng để tiến tới thực hiện thành công kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 mà chính phủ đã ban hành vào cuối năm 2021 vừa qua. Biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên khắp hành tinh, dẫn đến bất ổn định, khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão. Theo nghiên cứu được công bố, các đại dương trên thế giới, nơi đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do ô nhiễm carbon của nhân loại, tiếp tục chứng kiến nhiệt độ phá kỷ lục vào năm ngoái. Biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên khắp hành tinh, dẫn đến mất ổn định khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão. Các đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa từ khí thải khí nhà kính, che chắn bề mặt đất liền nhưng lại tạo ra những đợt nắng nóng kéo dài, khổng lồ trên biển, vốn đã có tác động tàn phá đối với đời sống dưới nước. Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ, Ý và New Zealand cho biết năm 2022 là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở các đại dương trên thế giới.
Do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền Delhi, Ấn Độ đã ra quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 ngoài động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng, khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh hạn chế nhiều phương tiện giao thông. Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương của Ấn Độ cho biết, chỉ số chất lượng không khí tổng thể đã tăng lên mức 444. Chất lượng không khí rất kém với các bụi mịn gây ô nhiễm nguy hiểm là PM2.5. Những hạt bụi mịn có thể đi sâu vào đường hô hấp, đến phổi và đi vào máu và PM10. Do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền New Delhi đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 và động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoạt động ngoài trời vào sáng sớm và sau khi mặt trời lặn. Bên cạnh đó, tránh làm việc nặng nhọc hoặc quá sức kéo dài, ô nhiễm không khí tiếp tục nghiêm trọng ở New Delhi và trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng mùa đông. Sự suy giảm chất lượng không khí được cho là do tốc độ gió chậm và việc đốt rơm rạ tại các bang lân cận. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc đang nhộn nhịp chuẩn bị cho dịp đoàn tụ gia đình lớn nhất hàng năm bằng cách mua những bông hoa lộng lẫy và tổ chức các lễ kỷ niệm văn hóa. Tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc, các chợ hoa đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi người dân nô nức đi ngắm và mua cây về nhà trang trí đón xuân. Năm nay, cây quất được cho là mang lại may mắn cho người dân Trung Quốc, lựa chọn nhiều hơn cả, với mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp trong năm mới sau khi vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19. Ngoài ra, hoa để bàn và một số loại hoa theo mùa khác đã được đưa ra thị trường để giúp tô điểm thêm vẻ đẹp và mang lại hương thơm cho ngôi nhà. Nhiều hoạt động văn hóa mang đặc trưng cũng đang được diễn tập và tổ chức để chào đón Tết Nguyên đán. Các hoạt động dân gian như múa lân, đua thuyền rồng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Chúng tôi đến để cổ vũ cho các thí sinh và thật vui vì cảm nhận được tinh thần dũng cảm. Tại huyện Đông Bình, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, hàng đoàn du khách đã đến các danh lam thắng cảnh để chiêm ngưỡng các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ với nhiều trò chơi dân gian thú vị. Tôi rất vui, tôi cũng đã xem màn bắn pháo hoa, một màn trình diễn thật tuyệt vời. Không khí lễ hội đã tràn ngập khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Ai ai cũng mong ước một năm mới sắp đến, tràn ngập niềm vui và ước vọng thành công. Tại Mỹ, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã quyết liệt yêu cầu chặn ứng dụng TikTok. Giờ đây, cả châu Âu cũng đang bắt đầu cân nhắc cấm cửa ứng dụng này. Nhiều phương tiện truyền thông tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU đã coi TikTok là một chất gây nghiện nguy hiểm đối với não bộ trẻ em. Ứng dụng này hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các chỉ trích từ công chúng, cùng nhiều thách thức về quy định an ninh, pháp lý trong khu vực EU. Theo đó, nhiều quốc gia EU đã yêu cầu TikTok tuân thủ tuyệt đối các quy định của toàn khối về vấn đề kiểm duyệt nội dung, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, cũng như đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA. Mới đây, Meta, công ty chủ quản của Instagram và Facebook cho biết sẽ cấm việc điều hướng quảng cáo đến người dùng thanh thiếu niên dựa trên giới tính. Đây là một nỗ lực của Meta nhằm kiểm soát hoạt động quảng cáo trước các cáo buộc rằng các mạng xã hội của hãng có hại cho người dùng trẻ. Meta cho biết bắt đầu từ tháng 2 tới, các nhà quảng cáo không được sử dụng thông tin về giới tính mà chỉ có thể sử dụng các dữ liệu về độ tuổi và vị trí để điều hướng quảng cáo vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên toàn cầu. Ngoài ra, lịch sử hoạt động của người dùng thanh thiếu niên trên các ứng dụng của Meta cũng sẽ không được sử dụng để làm cơ sở điều hướng quảng cáo. Meta cho biết thay đổi này dựa trên phản hồi của phụ huynh và các chuyên gia, cho rằng thanh thiếu niên chưa đủ nhận thức như người lớn để quyết định về dữ liệu trực tuyến của họ được sử dụng thế nào cho quảng cáo. Meta cùng những hãng công nghệ lớn khác như Google và Apple đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về kiểm soát hoạt động quảng cáo, vốn dựa vào việc phân tích thông tin người dùng để tối ưu hóa hiệu quả. Trong khi tranh cãi về số tài liệu mật được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu hồi từ dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái còn chưa chấm dứt, chính trường Mỹ tuần này lại một lần nữa xôn xao về những tài liệu đóng dấu mật không được bảo quản đúng nơi quy định. Sự việc xảy ra sau khi một số tài liệu được phát hiện trong hộc tủ phòng làm việc cũ của Tổng thống Biden cũng như tại tư gia của ông.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12 tháng 1 đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt độc lập để điều tra vụ Tổng thống Biden giữ các tài liệu mật từ thời còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống. Tôi đã bổ nhiệm Robert Hur làm cố vấn đặc biệt độc lập về vụ việc. Lệnh bổ nhiệm cho phép ông ấy điều tra xem có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này hay không. Luật sư đặc biệt sẽ không chịu sự giám sát hàng ngày của bất kỳ quan chức nào của Bộ. Quyết định bổ nhiệm được công bố chỉ vài giờ sau khi nhóm luật sư của ông Biden phát hiện một số tài liệu mật khác trong khu vực cất trữ đồ đạc và tủ đựng hồ sơ ở thư viện riêng thông với nhà để xe của ông tại bang Delaware. Trước đó, từ tháng 11 năm ngoái, nhóm luật sư của ông Biden đã phát hiện một số tài liệu mật từ thời ông còn là phó tổng thống tại văn phòng ở Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden đặt trụ sở tại thủ đô Washington. Cựu Tổng thống Donald Trump cùng các đồng minh chính trị đã nhanh chóng cho rằng trường hợp của ông Biden cũng giống vụ lùm xùm ở Mar-a-Lago năm ngoái. Các chính trị gia Đảng Cộng hòa yêu cầu cơ quan điều tra liên bang hành động với mức độ quyết liệt tương tự, thể hiện sự công minh của pháp luật. Dù vậy, theo giới quan sát, những thông tin được công bố đến nay về trường hợp của ông Biden rất khác so với vụ bê bối ở Mar-a-Lago, cả về quy mô lẫn cách giải quyết giữa các bên với cơ quan chức năng. Về quy mô, những tài liệu được tìm thấy ở văn phòng của ông Biden và gửi lại cơ quan lưu trữ quốc gia mới dừng lại ở con số 10 hồ sơ. Chúng được soạn trong giai đoạn 2013-2016 khi ông Biden đang giữ chức Phó Tổng thống Mỹ, đặt xen lẫn với nhiều giấy tờ không thuộc diện bảo mật. Trong khi đó, vụ bê bối của ông Trump lớn hơn rất nhiều. Các đặc vụ FBI đã thu được hàng chục tài liệu đóng dấu mật trong 12 thùng hồ sơ được chuyển đến Mar-a-Lago. Những giấy tờ này được phát hiện rải rác ở nhiều nơi trong dinh thự. Cách xử lý giữa đội ngũ trợ lý của ông Biden và ông Trump khi phát hiện tài liệu mật cũng khác nhau. Trong khi đội ngũ của cựu Tổng thống Trump bàn giao thiếu hoặc không chịu bàn giao tài liệu cho cơ quan lưu trữ quốc gia, các luật sư của ông Biden đã chủ động nộp lại tài liệu mật ngay sau khi phát hiện chúng. Phản ứng trước vụ việc này, ông Biden cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ông cho biết không biết trong các tài liệu này có nội dung gì và khẳng định sẽ hợp tác để làm rõ vấn đề. Như tôi đã nói hôm đầu tuần, tôi coi trọng các tài liệu mật. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ và toàn diện với Bộ Tư pháp. Là một phần của quá trình đó, các luật sư của tôi đã xem xét những nơi khác và phát hiện một số tài liệu nhỏ tại khu vực lưu trữ nhà tôi. Sở Tư pháp đã được thông báo ngay lập tức. Các bạn sẽ thấy mọi việc được công khai. Tôi tự tin về việc này. Các thông tin được công bố đến nay cho thấy trường hợp của ông Biden có vẻ ít nghiêm trọng hơn vụ bê bối của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận định diễn biến này vẫn đẩy Nhà Trắng cùng một số quan chức Mỹ vào tình thế khó xử. Quyết định mở rộng điều tra cũng sẽ khiến đương kim Tổng thống gặp không ít rắc rối khi đang chuẩn bị công bố ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Nhật Bản và Anh vừa chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ song phương. Thỏa thuận cho phép việc triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau để huấn luyện, tập trận chung và cứu trợ thiên tai trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ngày càng phức tạp. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Anh Rishi Sunak đã ký thỏa thuận tiếp cận tương hỗ Nhật-Anh. Thỏa thuận này đã mở rộng mạng lưới các hiệp ước quốc phòng của Nhật Bản cũng như cho phép Anh tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thỏa thuận tạo cơ sở pháp lý để quân đội Anh và Nhật Bản được triển khai trên lãnh thổ của nhau nhằm huấn luyện và thực hiện các hoạt động khác. Văn phòng của Thủ tướng Sunak gọi đây là thỏa thuận quốc phòng quan trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thế kỷ. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết thỏa thuận này sẽ trở thành nền tảng cho hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là thỏa thuận tiếp cận đầu tiên mà Nhật Bản ký kết với một đối tác châu Âu. Thỏa thuận này là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia, vốn đều là thành viên của G7. Vào tháng 12 năm 2022, Anh và Nhật Bản cũng đã đồng ý phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo với Italia. Lạm phát hàng năm của Argentina đạt mức cao nhất trong hơn 30 năm vào tháng trước, khi giá cả tăng gần gấp đôi so với một năm trước. Dữ liệu này chính thức công bố cho thấy lạm phát tiếp tục làm xói mòn sức mua đang suy giảm của người tiêu dùng nước này. Trong tháng 12, giá tiêu dùng tăng 5,1% so với tháng trước. Theo cơ quan thống kê quốc gia Index, lạm phát trong 12 tháng tính đến tháng 12 đạt 94,8% trong nền kinh tế ốm yếu của quốc gia Nam Mỹ. Theo Index, tỷ lệ hàng năm đánh dấu mức tăng giá nhanh nhất trong hơn 3 thập kỷ của nước này kể từ năm 1991.
Argentina đang phải vật lộn với một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới khi giá cả tăng cao, cản trở tăng trưởng và buộc các chủ cửa hàng phải liên tục cập nhật bảng giá. Tiền không đủ, lương không đủ, lạm phát tiếp tục tăng và chúng tôi bắt đầu năm mới với việc tăng giá vé xe buýt, quần áo, thực phẩm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa dự báo lạm phát tháng 12 sẽ không vượt quá 5%, đồng thời bổ sung rằng mức tăng hàng tháng sẽ giảm xuống khoảng 3% vào tháng 4. Lucio Garay Mendez, nhà kinh tế tại công ty tư vấn EcoGo cho biết giá rau quả có xu hướng tăng trong tháng 12, trong khi giá thịt chậm lại. Đó là yếu tố tâm lý khiến bạn kiệt sức vì lương không tăng giống như lạm phát tăng. Trong khi nhiều nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát hàng tháng sẽ vẫn phù hợp với mức tăng của tháng 12, các yếu tố bên ngoài sự suy thoái kinh tế của đất nước hoặc mức giá trần do chính phủ đặt ra tiếp tục gây ra rủi ro tăng. Isaias Marini, một nhà kinh tế tại công ty tư vấn Ecoview, chỉ ra rằng sự khan hiếm tiền tệ mạnh là một trong những yếu tố như vậy. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu ra cách làm thanh năng lượng bổ dưỡng ít calo từ bã bia. Đây là giải pháp tạo ra thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng và lại tận dụng các hỗn hợp dư thừa. Những thanh năng lượng này rất khác biệt so với các loại bán sẵn trong cửa hàng vì được làm từ bã ngũ cốc trong quá trình sản xuất bia hơi. Không cần bột mì, nguyên liệu này có lượng protein cao gấp đôi nhưng ít calo hơn bột mì. Các nhà máy bia địa phương trung bình thải ra khoảng gần 42.000 tấn ngũ cốc đã qua sử dụng. Tôi nhận thấy nếu tái chế các sản phẩm tốt, giàu chất dinh dưỡng thì sẽ là giải pháp cho cả môi trường và lĩnh vực nông nghiệp. Bã ngũ cốc sẽ được rang lên và nghiền nhỏ sau khi rửa kỹ và phơi khô. Sau đó được chế biến thành các thanh năng lượng ăn liền, rất tiện dụng. Nhóm nghiên cứu cho biết đang đưa ra các sáng kiến khác nhau cho chế phẩm thừa từ đậu phụ, rượu soju, sữa chua, dầu tía tô trong các sản phẩm khác. Đẩy mạnh tái chế sẽ là giải pháp giúp mang lại nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Ở phần cuối của bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết đến từ biên tập viên Vân Trang. Và theo tục lệ thì hôm nay là 23 tháng Chạp âm lịch, cũng là ngày lễ ông Công ông Táo về trời. Thời tiết trên cả nước có diễn biến như thế nào? Vâng, xin mời chị Vân Trang. Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Theo thống kê trong 5 năm gần đây thì hầu như năm nào vào dịp ông Công ông Táo ở miền Bắc cũng có mưa rét. Nhưng mà năm nay thì thời tiết lại rất chiều lòng người. Không chỉ người dân miền Bắc mà cả miền Trung, miền Nam hôm nay đều có thời tiết nắng ráo, không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động thực hiện nghi lễ tiễn táo quân. Cụ thể, tại thủ đô Hà Nội thì trời có nắng từ sớm, nền nhiệt trưa chiều nay ở Hà Nội sẽ tăng lên mức là 28-30 độ, cảm giác hơi nóng nực vào giữa trưa. Với thành phố Đà Nẵng, thời tiết trong ngày ông Công ông Táo cũng rất đẹp. Trời nắng nhưng cường độ không quá mạnh nên nhiệt độ ở mức vừa phải, dao động trong ngưỡng là 28-29 độ. Tối và đêm không mưa, nhiệt độ hạ về 22-23 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, những cơn mưa trái mùa trong những ngày vừa qua đã chấm dứt hẳn. Toàn thành phố quay trở lại trạng thái đặc trưng của mùa khô với trời nắng ráo và nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng từ 12-14 giờ chiều, có mức nhiệt là 31-32 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.